lấy khoảng một muỗng bột lưu huỳnh, một bình tam giác chứa khí oxy gồm một lượng phân tử oxy rất lớn. Khi đốt bột lưu huỳnh rồi cho vào bình chứa oxy, những phân tử oxy tách ra liên kết với các nguyên tử lưu huỳnh. Quá trình xảy ra rất nhanh, tạo ra những phân tử lưu huỳnh dioxit. Mỗi phân tử lưu huỳnh dioxit gồm hai nguyên tử oxy liên kết với một nguyên tử lưu huỳnh. Và như vậy,